À, vâng, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến với kênh Thắng Vlog. À, hôm nay em cùng nói câu chuyện của bà Loan Phú Thọ với mà mẹ con cô Lan Lịch, như cô chú anh chị cũng thời gian qua cũng biết bà Loan như nào và ra sao, đúng không ạ? À, sau đây mời tất cả cô chú anh chị và các bạn và cùng em nghe chị Hồng chia sẻ về câu chuyện của bà Loan. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn ạ. À, cái chuyện của cô Loan ở Phú Thọ, mọi người vào đường like, mọi người đừng quên cho em xin một ngón tay đi lên nha mọi người, và cho em xin một lượt chia sẻ cô dì chú bác nha. Bóp lịch ơi là bóp lịch, người ta bảo rồi mà, các cụ xưa giờ nói chớ có sai câu nào. Cá không ăn muối thì cá ươn, mà con mà cả con mà hỗn với cha mẹ là chấm đường con hư. Ô thế cái lúc mà hội họp đội nhóm với nhau ấy, hội họp với đội nhóm ấy, mà đã nói rồi, đội nhóm khuyên bảo rồi, thôi gửi lại cho cô ý đi. Không, à, bây giờ nhìn cô ấy như vậy trong hội họp nhóm là thôi, thì lại còn đủ thứ nữa, nào nào là cộng đồng mạng, nào là rồi dính dáng đến coi như là cơ quan toàn thể, thôi thì gửi lại cho cô ấy để cô ấy có một cái nơi ở riêng ha, để cô ấy dưỡng già, chứ để cho nhìn cô như vậy thì cũng không được. Rồi à, nó sẽ ảnh hưởng đến coi như là địa phương, xã phường tự nhiên đã đang đẹp như vậy, à, là một cái xã coi như là văn minh, mà tự nhiên lại có một người phụ nữ ở trên một cái túp lều ở bên rệ đường, mà trời thì nắng, rồi trời thì rét, rồi ôi nó nhiều thứ nó dẫn đến ha, thì không nghe ư, không nghe ư. Hội họp nhóm đến tận đến coi như là 6 lần. Và lần cuối cùng quyết định là tan rã. Bây giờ bóc lịch lại coi như là tụ họp hội nhóm lại với nhau. Từ tất tần tật, từ ông to bà nhớn, từ ông mua đất, từ bà coi như bán đất, nói chung quy lại là ối là trời, hội họp với nhau để xin hòa giải, xin giải hòa, xin coi như là tự cái gì nhỉ mọi người, tự coi như là dàn xếp với nhau. Hê, ui rồi ôi, ôi ở đâu ra đấy, khi mình biết sắp sửa tới đây ấy, mình phải tự tay mình phải dỡ đi từng viên gạch, từ viên ngói mình tự phải mang đi, rồi từ cái cửa to cho đến cái cửa nhỏ là tự tay mình phải dỡ đi, rồi à, khi mình đến nhà, đặt chân về nhà cô Loan mình làm dâu, mình xách trần xề có bộ quần áo, thì bây giờ mình xách thêm được coi như là viên gạch mấy cái cửa cùng theo hai thằng của nợ nữa ha. Rồi có khi nào nhưng mà nhớ nhá, nhớ nhá, nhớ nhá bóc lịch, nhớ là phải xách theo quả chồng đi theo. Đừng để quả chồng ở lại mà rồi lại làm khổ cô Loan ha. Nhớ nha, là phải xách theo cái quả chồng đi, chứ đừng để quả chồng ở lại như vậy. Mọi người có tin em không, quả chồng sẽ bị rớt đài không? Nó ui là trời, trên đời này đúng là sợ thật. À, cái tâm địa của một cái người này, đàn bà này phải nói rằng là kinh khủng khiếp à, tâm địa của cái người con dâu này phải nói rằng là quá dã man và tàn nhẫn. Thực ra là em cũng gặp nhiều cái trường hợp coi như là con cái hỗn hào với cha mẹ, có lắm, nhiều mọi người. Nhưng mà cái sự mà tính toán mưu mô mà thượng thừa như là con dâu của cô Loan thì là em chưa gặp, chưa hề gặp luôn. Chưa hề luôn mọi người. Bây giờ hội họp nhóm lại mọi người là xin để can thiệp, để giúp đỡ, để cho coi như là tự coi như hòa giải với nhau, gia đình hòa giải với nhau. Còn lâu cô Loan cô mới đồng ý. Còn lâu, mơ đi Diễm. Gớm. Diễm có hát cái bài coi như là mơ đi em không? Trời ơi, ngàn năm có một luôn mọi người, đúng là kỷ lục luôn, em chưa từng gặp. À, chơi coi như là đòn tâm lý với cô Loan này, rồi à, tinh thần với cô Loan này,
các kiểu con đà điểu không được ha. Bây giờ lại bắt biết rồi, mọi người biết rồi mà. Con người này biết là mình hỗn ở đâu và mình láo ở đâu và mình sai ở chỗ đoạn nào. Bây giờ là được rồi, biết rồi mọi người. Vì đã lên chính coi như là nơi tối cao nhất và đã được diện kiến ở đó rồi, là đã biết là mình sai ở chỗ nào và mình bậy ở chỗ nào. Nên bây giờ lại tự nhiên lại tỏ ra là hiền lành, đáng thương. Ôi đáng thương quá cơ, tội quá cơ. Tội của em là sắp xử tới nơi rồi em ạ. À, nhá. Chứ không phải là em tội lắm, khổ thân em lắm. Rồi coi như là em lấy chồng thì không được nhờ chồng, lo toan tất tần tật. Rồi là úi dồi ôi, sao lúc trước mạnh mồm thì dứa. Của em, tài sản của em, tài sản của chị là chị phải giữ, tài sản của tôi là tôi phải giữ. Tài sản nào là tài sản của chị? Mọi người chắc là cô dì chú bác trên cộng đồng mạng không quên cái câu nói của bất hủ của chị ý, đúng không ạ mọi người? Là tài sản đó là tài sản của chị ý. Ô, sợ chưa mọi người? Đó, chắc hẳn rằng mọi người không bao giờ quên cái câu đấy đúng không? Bây giờ thì rồi, ôi 13 năm rõ 10 là tài sản là của cô Loan. Công sức của vợ chồng cô ấy mua cái mảnh đất này từ năm 1975. Cái ngày đó ấy, cái năm 1975 ha, thì cái ngày đó là cái chị con dâu của cô Loan này hình như là vẫn là đang là cái con loang quăng đó, không hiểu đang ngọ ngoại ở cái phương trời nào ấy ha. Còn chưa được hình thành đó. Thế mà chị ý bảo rằng là tài sản của chị ý. Trong khi đó cô Loan cố trình diện giấy tờ, rồi cái người bán đất cho cô đấy làm chứng là bán cho vợ chồng của cô Loan từ năm 1975. Người bán là mẹ nuôi của cô Loan, và các con của mẹ nuôi của cô Loan là đứng trên hàng là anh em với cô Loan làm chứng. Đó là mảnh đất đó là cha mẹ người ta bán lại cho cô Loan từ năm 1975. Ở trên mảnh đất đó, ui là trời. Thế mà cái cô con dâu của cô Loan cứ bảo rằng là tài sản của em thì em phải bảo vệ. Tài sản của em là em phải giữ. Giữ là giữ thế nào hả mọi người? Đúng không ạ? Cái gì nó phải có một nguồn gốc, chứ không thể nói rằng là cứ ôm vào là nó là của tôi ha. Cô Loan cô cũng không hề bán, hay cô cũng không hề đổi chắc cho cái người con dâu này. Và cái người con trai cũng vậy, cô cũng không hề bán, cô cũng không hề đổi chắc. Mà chỉ là khi con trai của cô ấy trưởng thành, đủ tuổi để chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì vợ chồng cô Loan có trao lại cho con trai của mình một nửa suất đất đó để người con trai đó đứng tên. Là từ đó ha, là khi cái anh Quyết này, anh ấy mới có 19 tuổi, anh ấy đã được đứng chủ sổ đỏ rồi, một mảnh đất rồi nha. Chưa lấy vợ, tài sản đó là chưa lấy vợ. Nhưng khi cái người con dâu này biết 10-10 là cái tài sản này nếu như không ở được với nhau, vợ chồng không thận hòa, thì sẽ lập tức chị cũng chỉ là đến như nào và chị cũng chỉ ra đi là như vậy. Thế nên là chị mê lại làm, mẹ ơi, mẹ ăn nhá, con nấu món ngon cho mẹ ăn nhá. Thế là khổ thân cô Loan nhà tôi quá cơ. Mẹ ơi mẹ, con lo cho mẹ. Mẹ ơi mẹ, con sẽ phục vụ mẹ. Mẹ nào mà mẹ chả tin con à, con coi như là có hư đến mấy, con vẫn là con của mẹ. Con coi như là có lớn đến mấy thì lớn, nhưng trong mắt mẹ con vẫn là đứa trẻ. Nhưng có ai ngờ đâu được, khi dẫn tay về nhà một nàng dâu mẹ quỷ ma như vậy. Thế là thôi, cô lại sang tên nhập vào sổ đỏ, đứng tên cô xong, bắt đầu mới lại tách ra để làm gì mọi người biết. Nàng dâu này mới được vào trong cái mảnh đất đó ha, mới được vào trong mảnh đất đấy đứng tên. Và sau đó sang một phát cái ù toẹt luôn cho mẹ đẻ. Thì thử hỏi rằng cái gì nó cũng phải có nguồn có gốc nhé. Khi mà
cái nơi tối cao nhất ấy, người ta lấy lại toàn bộ cái sổ đấy về, thì người ta mới biết rằng à cái tài sản này là tài sản trước hôn nhân của anh Quyết. Ui là trời. Rồi xong, khi cháu cho mẹ đẻ cái, ôi là trời, anh Quyết là con dê, ký tên cho mẹ đẻ. À mẹ vợ nhầm, lộn. Lộn ha. Thì ô, anh Quyết đâu có ký đâu, anh Quyết anh không ký nha mọi người. Ai ký thì là chị con dâu kia, cái chị nàng dâu kia. Anh Quyết anh đâu có ký đâu. Thế thì ai ký? Đó, nào. Ui là trời, thu hồi, thu hồi, thu hồi. Biết sai mười mươi. Rồi đến cái thằng cháu nội cũng vậy, sai mười mươi, thu hồi, thu hồi. Thế là chị biết rằng là mọi người biết gì không? Chị đến có ba bộ quần áo thì chị ra đi để có thêm được mấy viên gạch mới ít cửa. Đó. Nên là chị biết rồi mọi người, chị biết đấy chứ, mọi người chị biết tuốt tưởng tượng đấy. Chị này được cái là cái gì chị cũng biết, chị có mỗi biết điều là chị không biết thôi. Ha. Thế là bây giờ chị quay ra chơi cái bài gọi như là hòa giải, xin hòa giải. Thôi thì nhờ mọi người xuống động viên bà để hòa giải. Nhưng mà nói thật cho cùng lại là gì? Những cái người kia bây giờ mà dám vác mặt xuống mà gặp cô Loan không? Hả? À? Hay là những người kia có dám coi như là gọi cho ba cô con gái đến để coi như là xin hòa giải không? Hãy nên nhớ một điều rằng là ba cô con gái của cô Loan và bản thân cô Loan ấy đeo chữ no vào ngực rõ to rồi. No, 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 no. Thấy không? Đeo từ lâu rồi. Đeo từ cái ngày mà phải dựng cái lều lên, đeo lên từ lúc mà bà con khối phố ở cái xã Đỗ Xuyên đấy giúp đỡ cô Loan từng coi như là bát cơm nha. Thì cô Loan và ba cô con gái đeo ở trước ngực cái chữ là no giải, hòa giải, no hòa giải, nghe chưa? Đeo từ ngày đó rồi chứ không phải bây giờ mới đeo đâu, nghe chưa? Còn lại bây giờ tha thiết, ôi rồi ôi, xin mọi người thôi thì bây giờ giúp đỡ để coi như là cái lúc trước em cho giải, cái lúc trước là em bực và em nghĩ rằng là các cô con gái suối bảy mẹ nên là em mới bực vì ba cái cô đấy nghe lời hàng xóm, nghe lời dân làng suối bảy, nên là ba cô đấy với dân làng mới nói với mẹ em, suối mẹ em để mẹ em làm những cái việc như này, chứ còn vợ chồng em, con cái em vẫn lo cho bà đầy đủ ấy chết. Còn nhớ không, em mở lại cho chị con dâu kia nghe là khi đi lên ủy ban chị bảo rằng là tôi nghe rõ mồn một, bà cứ về nhà mà ở ha, rồi khi nào mà bà hết tiền ấy thì lúc đấy chị mới nuôi bà mà. Chị quên à? Ê, chị quên, em lại nhắc cho chị nhớ ha. Thế chị bảo bà là cứ về mà ở, rồi là chị đi dọn nhà vợ chồng chị, rồi là con dâu con giết để con nọ con trai rồi ra ngoài thuê để nhà ở, để giao lại cho bà toàn bộ cái bà ở, đến khi nào bà mất thì thôi. Khớm khôn như chị quê tôi đầy. Chị lại định coi như là chơi cái bài coi như là trấn an dư luận. Ừ. Còn lâu nha gái, xưa rồi diễm. Nhưng mà chị có đi ra thuê nhà thế chứ chị đi ra thuê nữa đi thì cô Loan cô cũng không về đâu. Khi nào ấy mà cô Loan cô ấy đường đường chính chính cô đi về là toàn bộ giấy tờ tên cô ý và tòa tuyên án cô Loan là người chủ sở hữu, thì hãy yên tâm một điều rằng dân làng ở địa phương nơi Đỗ Xuyên đó cùng với cộng đồng mạng sẽ đưa dắt tay cô Loan đường đường chính chính đi về chính cái ngôi nhà của cô ý, công sức mồ hôi nước mắt của cô ý nha, nghe rõ gì chưa? Còn lại bây giờ không có hòa giải gì cả nha, không có đàm phán gì hết, không có mẹ ơi mẹ hỡi gì cả. Lúc đầu thì không mẹ ơi mẹ hỡi, bây giờ thì mẹ ơi mẹ ơi mẹ à, tài sản là của chị nên là tài sản của tôi nên là tôi mới phải bảo vệ,
rồi à, tôi sợ thế nọ, tôi sợ thế kia, nên là tôi mới phải giao cho mẹ tôi. Tôi giao cho mẹ tôi xong tôi bán hù toẹt mẹ tôi, bán hù toẹt đi luôn. Gớm quá, cơ khôn như chị quê tôi đầy. Rồi à, cầm tiền xong một cái là đi mua đất, để bảo cái cô bán đất là cô Quy, cô Ngọc ấy, là cô viết cái giấy mua ra bán đất ấy, là coi như là tài sản này là của riêng cháu. Gớm, cái bà bán đất mà bà lại được phép làm như vậy thì bà lại giỏi quá cơ. Thế cho cái bà bán đất đi đi làm luật sư. Cô bán đất cô hết hồn, cô bảo trêu mày, về về mày bảo thằng chồng mày ấy là khước từ cái tài sản này thì là của mày chứ. Ôi giời ơi, tài sản nào là tài sản riêng, trong khi đó cuộc hôn nhân này đang ở giữa chừng, giữa đây như này, của chồng thì công vợ mà gái, hả, gái khôn quá cơ. Rồi à, cái cô chủ đất bây giờ là mọi người biết gì không, cái cô mà cô bán cái mảnh đất cô cũng yên lòng rồi, cô cũng yên tâm rồi ha, cô yên tâm đi. Trời ơi, bây giờ ấy, người á mà đang cầm cái lưỡi dao bây giờ ấy là cái cô con dâu của cô Loan ấy, cô he. Còn cô bây giờ cô đang cầm đằng chuôi, cô không có gì cô phải ngại hết nhá cô nhé. Còn ở đây là gì, hết coi như đi về một cái là phải chạy đôn chạy đáo xuống gặp bà chủ đất. Rồi bây giờ chán chê mê mỏi rồi, bây giờ lại đi quay ra đi gọi nhau lại để hội họp với nhau, để đàm phán, để coi như là hòa giải. Ui là trời, cái vụ hòa giải này công nhận đấy. À này, nói cho cái ông chủ mà mua cái mảnh đất ấy, cái đợt ấy, ông ấy cũng hòa giải, ông ấy cũng bảo rằng là chị à, à mày à, thôi mày gửi lại cho bà một ít để bà ấy xây, bà ấy làm cái nhà bà ấy ở đi, rồi tao à, đưa thêm cho mày mấy cổ để coi như là mấy tỏi chứ, để coi như là thôi thì à, à, mỗi bên chịu thiệt một tí he. Thì mẹ không nghe. Thế bây giờ ông kia ông ấy không biết ông còn giữ lời không nhỉ, lời nói còn trọng lượng không à mọi người ha, không biết là cái chú Thúy Quyền kia còn còn giữ lời không, chú Thúy Quyền kia ơi, hay là việc nói là việc của mồm, còn việc thực hiện hay không là việc của mình. Tôi nghĩ là giờ phút này chú cũng biết rằng là chú cũng đang ngục rồi, mua đâu chả mua từ đầu không nghe lời cháu ha, cháu bảo chú rồi, không có cái dại nào bằng cái dại nào, tự nhiên tự lành cầm hai tỏi mấy cho vào ngân hàng, có phải mình làm chủ tài khoản 2 tỷ tỏi mấy không? Bây giờ cái mảnh đất này mua rồi chả biết ai làm chủ, rồi sau này nó lại quay về với coi như là chính chủ của Quyết thì ôi trời ơi là rồi ha. Rồi à, trả hồi lại cho cô coi như là Loan nhé, thì cũng chả biết đằng nào mà lần đấy. Mọi người hiểu không, anh này đầu tiên thì anh ấy cũng tính toán đấy, nhưng mà khôn ngoan, những con người này cũng tính toán hết cả rồi mọi người, nhưng khôn ngoan nó không lại được mấy ông trời ha. Ông rời, khi mà ông rời ông đã soi xét rồi thì không chạy được đi đằng nào. Người ta bảo như này này, chạy đi mày chạy đằng trời. Trời ơi là trời. Mọi người bây giờ đi van xin mọi người, đi van xin mọi người lại để lại hội họp lại đội nhóm của bọn bay mà mẹ, hội họp lại để làm cách nào để coi như là thương lượng hòa giải, để thôi cô Loan về ở rồi à, như thế nào thì gia đình coi như là đóng cửa bảo nhau. Ô còn lâu nghe gái. Còn lâu nghe. Bây giờ thì thôi thì cứ để coi như là tỉnh Phú Thọ xử lý. Mà em tin một điều rằng là các cơ quan chính quyền ở tỉnh Phú Thọ ấy, làm rất là nhân văn và rất có tình người. Chẳng qua rằng dưới làm sai thì trên bây giờ sờ gáy. Thế thôi, chứ còn em thấy rằng là ở bên trên tỉnh Phú Thọ, cơ quan địa phương ở nơi đó làm việc rất công tâm. Cái điều đó là em phải công nhận, là làm việc rất là công tâm nó, chứ không phải là u xoẹt. Nên là cô Loan bây giờ chỉ chờ đợi đó là gì, cơ quan của tỉnh Phú Thọ thu thập tất cả về và sẽ có một buổi công khai trao trả tài sản lại cho cô Loan, thì chúng ta chỉ việc có là ăn mừng. Còn cái chuyện con dâu của cô Loan như thế nào là cái việc đó là việc chúng ta không cần biết,
mà chúng ta lúc đấy chỉ việc ngồi là cười ha 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 vào mặt nữa. Vì mọi người nhớ cái, mọi người có biết cái đoạn mà cơ quan toàn thể ở đấy đến để thẩm định đất ấy, chị đứng chị vỗ tành 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 không, thì bây giờ chúng ta chỉ việc ngồi cười kha 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 thôi. Oh. Lúc đấy bê gạch đi, bê cửa đi. Còn có cái gì, ví dụ như là cái bồn cầu ấy mà chị bỏ tiền chị mua gì, bậy lên mang đi ha, bậy lên mang hết đi, không cần phải bàn cãi nhiều nha. Chứ đừng có lúc đấy lại bảo rằng là thôi thì bây giờ thì các cô em chồng của chị ơi, chơi thôi thì thanh toán tiền cho chị để chị cầm tiền chị đi, còn lại để nguyên không chớ. Ôi trời ơi, thôi bỏ tiền ra mình tự đi mua đi ha. Còn lại là thôi gạch ngói rồi là xi măng rồi là vữa chạc gì cứ mang hết đi, mang tuốt tuần tuần đi, không ai giữ làm gì, đúng không hả cô dì Joác nhé. Lúc đấy thì cùng lắm là gì, ôi nếu như mà cô Loan cô ấy có tiền thì cô ấy xây một cái nhà cấp 4 cô ấy ở cũng được, còn cô không có tiền gì cô ấy ở cái túp lều cũng được. Mà cô không có tiền là dựng cái túp lều ấy thì lại bà con địa phương nơi đó lại dựng cho cô ý. Còn cùng lắm là gì, Hồng Bí Ngô này đứng lên xin cô dì chú bác trên cộng đồng mạng giúp, không vấn đề gì luôn, miễn là sao cô Loan cô ấy làm chủ được chính cái ngôi nhà của cô ý nha, còn lại thì không thành vấn đề. Ok, còn giờ phút này hãy nên nhớ một điều rằng hội hội nhóm kia đang có sự tính toán bàn bạc với nhau để dẫn đến một cuộc hòa giải là không bao giờ có. Cô Loan cô sẽ không làm việc đấy. Ok nhé. Cuối clip rồi. Bye bye cái tình yêu. Bye bye. À vâng, thưa cô chú anh chị và các bạn vừa nghe chị Hồng chia sẻ, như cô chú anh chị cũng được biết rồi đúng không ạ? À, cô chú anh chị và các bạn ta đừng quên ấn nút like và đăng ký để mình nắm bắt được công tin sớm nhất trên hàng ngày. Sau đây em xin phép xuống video, xin chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đến video tiếp theo lần sau ạ. Em xin hết ạ.